Thanh Tùng xin kính chào tất cả các bác yêu audio trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay em lại tiếp tục làm video gửi đến các bác uh, 9 sản phẩm uh, âm ni cộng đầu cối nhá. Đấy và rất là nhiều mức giá để cho các bác lựa chọn những cái sản phẩm đẹp này, tầm giá tốt chất âm hay ngày hôm nay. Đấy và em sẽ giới thiệu qua cho các bác những cái sản phẩm ngày hôm nay này. Đầu tiên là những con Sony, uh, những con đầu cối các bác nhá, những con đầu cối Sony này uh, chạy băng 10, Đấy, bao hoạt động bình thường và bao đẹp xuất sắc ạ. Và tiếp đến là những con đầu cối tự hành của hãng Sanier chạy băng năm Đấy cũng bao cho các bác là nguyên thùng xốp đấy ạ Đấy với một mức giá thì các bác sẽ uh, giật mình luôn đấy ạ Có những cái mức giá chia sẻ cho các bác là rất là giật mình Và tiếp đến là những dòng sản phẩm âm ni này Có những con Pioneer A120 Technic V6 Sansui 707XR ạ 707XR Đấy, những cái hồi gỗ được uh, nặng một lớp Uh, si màu uh, gỗ nhá, màu nu gỗ á. đẹp xuất sắc luôn. Tiếp đến là những con Pioner 704 hai năm mã Diatone, Technic V6X á. và cuối cùng là một con Gio. Đấy, Các bác cùng tham khảo và hôm nay có rất là nhiều mức giá tầm giá tốt để cho các bác tham khảo những cái sản phẩm âm ni đầu cối ngày hôm nay. Đấy, các bác yêu thích một sản phẩm nào thì cũng liên hệ trực tiếp đến cho em. Tùng Audio trên âm thanh bãi Trực Ninh Nam Định một số điện thoại duy nhất và ship hàng toàn quốc và xem video của em cũng cho em Tùng nút like nút đăng ký để thường xuyên cập nhật được những cái video mới nhất từ bên em review ạ và cũng không để các bác chờ lâu em xin đi vào quay chi tiết này thứ nhất là mặt mũi thứ hai là ruột gan và báo giá để cho các bác tham khảo những con đầu cối và những con âm ni đẹp ngày hôm nay ạ đầu tiên sẽ gửi đến cho các bác một con đầu cối Sony chạy bằng 10 các bác nhá. Đấy, mặt mũi thì các bác cùng ngắm như trong video em đang quay này. Bao xuất sắc cho các bác luôn. Đấy, xuất sắc từ những cái mặt nhôm nhá. Không có một vết chảy xước, đấy, không một vết nông mèo, tất cả là bao mới bao đẹp cho các bác nhá. Góc cạnh này, đấy, xuất sắc luôn từ những cái nút phím. Đấy các bác cùng ngắm này, còn rất là sáng, sáng bóng luôn đấy ạ. Hai đồng hồ vu cỡ lớn nhá. Những con này là chạy một chiều các bác nhá, chạy một chiều này, in thâu cũng bao hay cho các bác luôn. Đấy, tất cả củ từ còn bao mới ạ. Đấy các bác cùng ngắm này. Những củ inox này còn rất là mới và sáng nhá. Bao cho các bác là xuất sắc luôn. Đấy. Và tiếp đến là những phần ruột gan này, các bác cùng ngắm ạ. Những con đầu cối chạy ba động cơ nhá, ba động cơ riêng biệt, rất gấu khủng luôn. Đấy. Những con motor này các bác cùng ngắm ạ, rất gấu khủng luôn đấy ạ. Sassy cũng rất mới. Cục tăng phô này, Quá gấu luôn đấy ạ Và những cái tuyến hậu được uh, ốp gỗ hết các bác nhá Đấy nó nặng gỗ này Và hai hông thì cũng uh, được nặng si màu đen nhá Được nặng si màu đen này Đấy cũng đẹp xuất sắc cho các bác luôn Và tiếp đến là những cái tuyến hông bên này này đấy, Các bác cùng ngắm ạ Vuông thành sắc cạnh không có bể nở sứt sẹo gì Bao đẹp cho các bác luôn Và em quay lại đọc thông số này Model của nó là uh, Sony Những con đầu cối Sony TC R6 nhá, TCR6 này. À, điện 100V. Công suất tiêu thụ là 80W ạ, à, made in Japan. Và cũng có in vào quýt ra các bác nhá. Đấy cũng có đường nhạc vào này và đường nhạc ra, các bác cũng có thể làm những con rề âm sắc rất tốt luôn. Đấy. Và em quay lại và báo thông số và báo giá cho các bác này. Chiều cao là 52 cm, rộng 44 và sâu cả úp là 24cm các bác nhá Đấy sâu cả úp là 24cm Máy móc bao đẹp xuất sắc và hoạt động bình thường mọi chức năng Đấy, Và hôm nay sẽ chia sẻ cho các bác một con đầu băng cối chạy băng 10 Đấy, Một mức giá là 10 triệu đồng 10 triệu đồng Đấy, Một con đầu cối quá đáng chơi Rất là đáng chơi các bác nhá Những con này thì các bác chơi về những dòng hoài niệm này Những dòng nhạc ở chế ninh thanh tuyền In thâu rất là tốt luôn Và cho là chất nhạc cực kỳ hay các bác nhá Cực kỳ hay luôn đấy ạ Các bác cùng ngắm ạ những cái nút phím này còn bao mới xuất sắc cho các bác luôn đấy, còn bao mới xuất sắc nhá đấy mà mức giá nó chỉ có 10 triệu thôi các bác cùng tham khảo ạ à. và tiếp đến là một con đầu băng cối tự hành nhá chạy băng năm chạy băng năm mô đen của nó là sanier audio 5 đấy, audio 5 còn bao cho các bác là nguyên thùng xốp nhá đấy, xốp đã test và tất cả hoạt động bình thường đấy, những con đầu cối này nó có loa ở trong các bác nhá đấy, cho nên là đang hoạt động bình thường rất là ok luôn, đấy, chất âm cũng rất là hay, các bác cùng ngắm này, volume này này, và em mở lên này, những cuốn băng các bác cùng ngắm ạ, còn rất là mới luôn, đấy còn nguyên cả sợi băng nhá, đi theo máy đấy ạ, à. nguyên sợi uh, đi theo máy này, những cái cuốn băng này còn bao mới bao đẹp cho các bác luôn và cũng còn nguyên thùng xốp này, đấy, các bác cùng tham khảo, đấy, do rách uh, do năm tháng thôi và hôm nay cũng chia sẻ cho các bác những cái mức giá rất là tốt luôn cho con Sanio đầu băng cối tự hành nhá. Audio 5 hôm nay sẽ chia sẻ cho bác một mức giá là chỉ có 2 triệu đồng thôi, 2 triệu đồng cho một con đầu băng cối tự hành của Sanio rất đáng chơi. Các bác về chơi những dòng hoài niệm thì cũng cực kỳ tốt rồi. Nhạc cũng rất là hay nhá. Các bác cùng tham khảo một mức giá là 2 triệu đồng. Bao hoạt động bình thường mọi chức năng và bao đẹp xuất sắc các bác nhé Các bác cùng tham khảo ạ à. Đấy, một mức giá rất tốt luôn cho một con đầu băng cối tự hành còn nguyên thùng xốp giá 2 triệu ạ và tiếp đến là những sản phẩm âm ni ngày hôm nay đầu tiên này là những con puner a 120 các bác nhé a 120 có đánh cho ab này và a cộng b ba năng bát tép một uh, có nâu nớt chỉnh trên máy bằng nút ấn này một vơ nung tổng và các cổng đầu vào Đấy, mặt nhôm phay xước đẹp xuất sắc như trong video đang quay đây các bác cùng ngắm ạ quá là xuất sắc luôn Không một vết nông mèo Cũng không một vết chấm cạnh nhá bao xuất sắc cho các bác luôn Đấy. Và tiếp đến là những phần đột gan này tản nhiệt nhôm xương cá này Các bác cùng ngắm ạ Quá là xuất sắc luôn Mên vỉ thì cũng đẹp từng môi chấm hàn Linh kiện thì cũng bao zin cho các bác luôn Đấy và đánh cho 8 con sò than các bác nhá. Đánh 8 con sò than. Đấy. nguyên di nguyên bản 100% luôn. Các bác cùng tham khảo. Và tiếp tục là những cái tuyến hậu này. Mô đen của nó là Pioneer A120 này Điện 100V công suất tiêu thụ lên đến 260W nhé Made in Japan và đánh cho AB tiếng biệt là từ 416 và đánh cho A cộng B là 8 đến 32 ôm các bác nhá từ 8 đến 32 ôm đấy, tất cả sắc -xi bao mới bao đẹp luôn đấy, đẹp từng lớp sơn luôn đấy ạ à, đẹp từng lớp sơn sắc -xi này đấy, các bác cùng ngắm ạ à, không có một điểm chê và hôm nay cũng chia sẻ luôn cho các bác một con Pioneer A120 à, một mức giá là chỉ có 3 triệu 500 thôi 3 triệu 500k Đấy, Các bác không nghe nhầm đâu Một mức giá chia sẻ rất tốt luôn Đấy, Để các bác tham khảo những con này Các bác cũng có thể kẹp vang karaoke gia đình mái thoải luôn nhé Và tiếp đến ạ là những con Technic V6 Một con Technic V6 ạ Cũng bao mới bao đẹp cho các bác luôn Vạch cờ nát A Những con này thì đặc biệt là đặc trị những cặp loa khó tính các bác nhé Đặc trị những cặp loa khó tính luôn Cũng đánh hai cầu AB và A cộng B 3 năng bát tép này có nau nớt bằng cần gạt chỉnh trên máy. Một vơ nung tổng này. Các cổng đầu vào để cho các bác kết nối tín hiệu này. Đấy, input uh, tuner Aux này. Tô tab 1, tab 2. Đấy, đất là đẹp luôn. Mặt nhôm phay xước góc cạnh này. Các bác cùng ngắm ạ. quá là xuất sắc luôn. Mạch cờ nát A nhé. Mạch cờ nát A. Tất cả là bao hoạt động bình thường. Mọi chức năng cho các bác luôn. Và một cục tăng phô này và 4 tụ nọc nguồn, đấy, đánh cho bốn con sò Toshiba xanh đen các bác nhá, đấy, cỡ lớn đấy ạ, à. bốn con sò Toshiba hai cánh ấy này này, cỡ lớn luôn, bên vỉ thì xuất sắc rồi, tất cả là bao zin cho các bác từng mối chấm hàn, các bác cũng à, cùng ngắm ạ, à. quá xuất sắc luôn và tiếp đến là những cái tuyến hậu này, mô đen của nó là Technic SUV6 điện 100V công suất tiêu thụ 182W made in Japan này và đánh cho AB riêng biệt là 416 đánh A cộng B là 816 các bác nhá. Đấy, các bác cùng tham khảo một con Technic V6 tầm giá này. Tầm giá rất tốt luôn. Đấy, hôm nay chia sẻ cho các bác một cái mức giá là chỉ có uh, 3 triệu 500 thôi, 3 triệu 500k. Đấy, nhà bác nào đang sở hữu những cặp loa đặc biệt là những cặp loa Nga S90, S70. Đấy, uh, đặc biệt là những con này nó trị rất là tốt các bác nhá. Cho ra chất âm rất là hay luôn. Đấy. Và đặc biệt là cũng chơi được rất là nhiều loại noa luôn Đấy, cũng không kén noa đâu ạ à. Các bác cùng tham khảo một con Technic V6 Một mức giá là 3 triệu 500 Và tiếp đến hôm nay sẽ chia sẻ cho các bác một con Omni Sansui này 707XR nhá 707XR mặt vàng chanh mặt vàng gôn đấy ạ à. Xuất sắc luôn, không một nốt chấm cạnh các bác nhá Không một nốt chấm cạnh Bao mới xuất sắc cho các bác luôn Đấy đánh cho AB và A cộng B các bác nhá. AB riêng biệt và A cộng B này, ba năng bát tép này, có nâu nớt chỉnh trên máy, ấy. một vơ nung tổng và các cổng đầu vào này. Các bác cùng tham khảo. Và hai cái hồi gỗ này được nặng một lớp si gỗ nu nhá. si nu này, đấy, phủ bóng piano cực đẹp luôn các bác nhá. cực đẹp luôn, còn rất là sáng và đẹp các bác nhá. Không một vết chảy xước, quá là xuất sắc luôn đấy ạ. Và tiếp đến này là em sẽ quay vào một phần ruột gan các bác cùng ngắm này tất cả nó còn nguyên bụi bông các bác nhá còn nguyên bụi bông đấy, nhiều bác cứ bảo là sao lại để bẩn như thế này đấy, cho nên là em quay rất là thực tế luôn hàng vừa khui đã test hoạt động bình thường đấy và sẽ để nguyên bụi bông uh, quay video gửi đến cho các bác nhá các bác cùng ngắm ạ tất cả là nguyên di nguyên bản 100% chưa một nỗi chấm hàn nhá chưa một nỗi chấm hàn đấy uh, đánh cho 8 con sò than mỗi bên là vỉ là bốn con một cục tăng phô nằm ở giữa như cục Niwa luôn và hai cục tụ nọc nguồn này, một cục trắng và một cục đen các bác nhá, một cục trắng và một cục đen to đúng như uh, hai non sữa luôn. Đấy các bác cùng ngắm ạ, cực kỳ gấu khủng luôn đấy ạ. Và tiếp tục là những cái tuyến hậu ạ. Các bác cùng tham khảo này, những cái tuyến hậu quá là xuất sắc luôn. Mô đen của nó là Sansui AU707XR này, điện 100V, công suất tiêu thụ lên đến 330W các bác nhá đánh AB riêng biệt là 416 A cộng B là 816 nhá Đấy, các bác cùng tham khảo những con Bảy nè bảy uh, XR tất cả này sắt các bác cùng ngắm ạ xuất sắc luôn Đấy, xuất sắc không một vết đôm rỉ nhá luật gan thì cũng còn nguyên bụi bông luôn Đấy, nguyên bụi bông chưa một nỗi chấm hàng và bao hoạt động bình thường bao đẹp xuất sắc cho các bác hôm nay chia sẻ một mức giá là chỉ có mười uh, 15 triệu năm triệu cho con san xui nè bảy XR mặt Uh, vàng gôn các bác nhá, mặt vàng gôn gọi là mặt vàng chanh đấy ạ, bao đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Bao như mới. Đấy các bác cùng ngắm ạ. Xuất sắc luôn đấy ạ. Và tiếp đến là những dòng Pioneer 7400 này, diatone. Thì trước khi đến những cái sản phẩm tiếp theo thì các bác xem yêu thích một sản phẩm nào thì cũng liên hệ trực tiếp đến cho em Tùng Audio, chuyên âm thanh bãi, trực Ninh Nam Định, một số điện thoại duy nhất và ship hàng toàn quốc và xem video của em cũng cho em tùng nút like nút đăng ký để thường xuyên cập nhật được những cái video mới nhất từ bên em review ạ và tiếp đến này là những con bảy ngàn hôm nay cũng chia sẻ một mức giá rất tốt luôn để các bác tham khảo này đánh hai cầu ab và a cộng b các bác nhá ba năng bắt tép này à, một nâu nớt chỉnh trên máy ạ một vơ nung tổng này các cổng đầu vào các bác kết nối ạ và ba năng và hai đồng hồ vu bao xuất sắc nhá mặt nhôm phay xước này và có một nỗi nhỏ này, có hơi bị chấm cạnh một tí các bác nhá, có hơi bị chấm cạnh một tí thôi. Đấy còn tất cả là xuất sắc này. Các bác cùng ngắm ạ, à, nhìn từ xa thì không bác nào phát hiện ra là một vết chấm cạnh nhá. Thì đây em sẽ quay chi tiết và báo cho các bác này, có một vết chấm cạnh nhỏ xíu thôi. Các bác không quan trọng về hình thức thì chơi con này rất là hay luôn. Và đánh cho bốn con sò than xanh đen này, tản nhiệt nhôm xương cá, một cục tăng phô này và hai tụ nọc nguồn Đấy, các bác cùng ngắm ạ mên vỉ thì xuất sắc như trong video em đang quay đây Đấy, mên vỉ xuất sắc như trong video em đang quay nhá quá là xuất sắc luôn Đấy, những dây cáp bẹ cũng bao mới cho các bác luôn sắt xi bảy màu này nguyên di nguyên bản 100% của hãng và tiếp đến là những cái tuyến hậu ạ mô đen của nó là Pioneer này sa bảy nghìn bốn mã điện 100V công suất tiêu thụ lên đến 90W các bác nhá. Đánh AB riêng biệt là 416 và A cộng B là 816 nhé. Các bác cùng tham khảo một con Puner uh, SA7400 hay là mã này. Quá là xuất sắc luôn và cũng có hơi một chấm cạnh một chút. Thì hôm nay sẽ chia sẻ với các bác một cái mức giá là chỉ có 2 triệu 800k thôi. 2 triệu 800 một mức giá chia sẻ để các bác tham khảo những con âm đi uh, Puner tầm giá tốt chất âm hay. Đấy. Các bác uh, không thể mua ở đâu được những con âm đi Puner 7400 hai là mã mà mức giá chỉ có 2 triệu 800 đâu Đấy chỉ có sốp thanh tùng thôi Mà tất cả là bao zin cho các bác nhá Bao zin và hoạt động bình thường cho các bác luôn Đấy có nỗi là sẽ báo nỗi luôn Đấy còn các bác cứ tham khảo thôi à, Các bác được thì sẽ liên hệ trực tiếp đến cho em ạ Và tiếp đến là những dòng diatone này à, DAU680S các bác nhá Những con âm ni cực hiếm luôn Bánh hai cầu AB này hai cầu AB riêng biệt các bác nhá Bánh hai cầu AB riêng biệt ba năng bát tép này cân noa một vơ tổng ạ các cổng đầu vào này đấy các bác kết nối tín hiệu đấy ạ à, mặt mũi thì hình thức quá xuất sắc luôn đấy, cũng là mặt nhôm phay xước nha các bác nhá đấy một con âm ni cực kỳ gấu khủng này có những cái đèn tia nhá đèn tia này cũng bao mới bao đẹp cho các bác luôn đấy, bao mới bao đẹp luôn các bác cùng ngắm ạ và tiếp đến là những phần đột gan này một cục tăng phô và hai cục tụ nọc nguồn rất là lớn nằm ở đây các bác nhá rất là lớn luôn và đánh cho 8 con sò than xanh đen 8 con sò than xanh đen này mên vỉ thì các bác cũng ngắm ạ không có một điểm chê bao xuất sắc cho các bác luôn còn bao mới luôn này đấy, còn bao mới bao đẹp cho các bác luôn đấy ạ và tiếp đến là những cái tuyến hậu này các bác cùng tham khảo màu đen của nó là diaton dau 680s này điện 100V công suất tiêu thụ lên đến 195W các bác nhá công suất tiêu thụ 195W đánh AB riêng biệt là 416 nhá, đánh AB riêng biệt đấy ạ. Và các bác cùng ngắm sắt xi si này, không có một điểm chê. Tất cả nó còn quá là xuất sắc luôn, mên vỉ này. Đẹp từ những cái phần men vỉ sò này. Còn nguyên di nguyên bản, nguyên bụi bông các bác nhá, nguyên bụi bông luôn. Đấy. Và hôm nay cũng để chia sẻ cho các bác một cái mức giá rất tốt luôn. Đấy. Chỉ với cái 3 triệu 500k là các bác đã sở hữu một con âm đi Diatone DAU680S rồi Chất âm hay tầm giá tốt nhá Đặc biệt là những uh, con diaton này giải bát Nó rất là hay các bác nhá Nghe rất là sâu luôn Đấy, Nghe rất là sâu luôn Các bác cùng tham khảo ạ à. Và tiếp đến là những con Technic SUV6X nhá V6X này Cũng khá khá là nâu rồi Khá là nâu rồi lại Có những con Technic V6X này các bác cùng ngắm ạ, à. đánh hai cầu AB và A cộng B các bác nhá. AB riêng biệt và A cộng B này ba năng bát tép này có nâu nớt chỉnh trên máy các bác nhá có nâu nớt bằng nút ấn chỉnh trên máy này mạch cờ nát a đấy ở giữa có những cái mặt gương các bác cùng ngắm ạ còn trong suốt luôn còn trong suốt đẹp xuất sắc nhá đấy, góc cạnh này các bác cùng ngắm ạ không có một điểm chê không một điểm chê luôn nhá quá là mới và đẹp ạ và tiếp đến là những phần đột gan này một cục tăng phô hai tụ nọc nguồn bốn con sò than xanh đen của toshiba các bác nhá Mền vỉ thì xuất sắc luôn đấy, các bác cùng ngắm ạ còn khá là mới luôn đấy ạ Còn rất là mới luôn Đấy chứ không phải là khá mới nữa Còn rất là mới và đẹp đấy ạ Tiếp đến là những tuyến hậu này Các bác cùng ngắm ạ Những cái tuyến hậu thì cũng còn xuất sắc luôn Mô đen của nó là Technic SUV6X này Điện 100V công suất rất là lớn luôn 193W các bác nhá 193W Đánh AB riêng biệt là 416 Và A cộng B là 86 các bác nhá đấy, Các bác cùng tham khảo những con Technic V6X Đấy Công suất cũng rất gấu khủng rồi và cũng uh, uh, kiểm soát được uh, rất là nhiều loại noa. Các bác cùng tham khảo và hôm nay cũng chia sẻ luôn cho các bác một cái mức giá là chỉ có 2 triệu 800 thôi. 2 triệu 800k một con Technic V6X, đấy SUV6X nhé. Các bác cùng uh, tham khảo những cái mức giá rất tốt luôn. Và cuối cùng là một con Chio KA7300, 7300 đánh AB riêng biệt này ba năng bát tép đấy một vơ num tổng này và có nâu nớt bằng nút vặn các bác nhá có nâu nớt bằng nút vặn này à, các cổng đầu vào Bảo. input này tab 1, tab 2 à, aux tuner đấy ạ phone 1, phone 2 em xin lỗi nhá còn tất cả mặt nhôm phay xước các bác cùng ngắm ạ xuất sắc như trong video đang quay này không có một điểm chê các bác nhá góc cạnh này xuất sắc luôn đấy. xuất sắc luôn đấy ạ và tiếp là những phần luột gan này các bác cùng ngắm ạ hai cục tăng phô bốn tụ nọc nguồn và đánh cho hai con sò than uh, Cỡ nòng bàn tay đấy ạ To đúng như nòng bàn tay luôn Đấy, Chio này đấy, Các bác cùng ngắm ạ Được bọc một lớp sắt này Ở ngoài uh, Mark Chio Đấy, còn tất cả nguyên di nguyên bản cho các bác nhé đấy, Đẹp xuất sắc từ mối chấm hàn luôn Đấy, bao cho các bác xuất sắc luôn đấy, Những con âm đi cũng còn nguyên chất bãi luôn đấy ạ Còn nguyên chất bãi luôn Tiếp đến là những cái tuyến hậu này Các bác cùng ngắm ạ Mô đen của nó là Chio 7300 này điện 100V công suất tiêu thụ lên đến 170W các bác nhé 170W đánh AB riêng biệt là 416 ohm đánh từ 4 đến 16 ohm các bác nhé cũng không ngán một cặp loa nào luôn Đấy, cũng không ngán một cặp loa nào luôn và hôm nay cũng chia sẻ cho bác một cái mức giá rất tốt luôn là 2 triệu 800k 2 triệu 800 cho những con Chio ka 7300 Đấy, các bác cùng tham khảo những con âm ni hôm nay sẽ chia sẻ rất là nhiều mức giá này từ bình dân cho đến cao cấp để các bác lựa chọn Đấy, và toàn những cái con âm uh, ni chất âm um, hay tầm giá tốt thôi và các bác yêu thích một sản phẩm nào thì cũng liên hệ trực tiếp đến cho em tùng audio chuyên âm thanh bãi trực Ninh Nam Định một số điện thoại duy nhất và ship hàng toàn quốc và xem video của em cũng cho em tùng nút like nút đăng ký để thường xuyên cập nhật được những cái video mới nhất từ bên em review và đến đây em cũng xin tạm dừng video hẹn các bác vào những video tiếp theo ạ em xin chào các bác ạ